Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Canh Dần, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Tùng Bách Mộc, ngày Canh Dần tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Tùng Bách Mộc kỵ tuổi Giáp Thân, Mậu Thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, thành hỏa cục, xung với Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, phá Hợi và tuyệt Dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương, hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Hóa, sao đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm, xấu mọi việc, sao Thổ Cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi, sao Độc Hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Và đặc biệt ngày 1 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 14 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy chính tài xuất hiện trong vận trình là những dấu hiệu báo hiệu đường tài lộc rất lý tưởng cho người tuổi Tý ngày hôm nay. Bản mệnh hãy làm tốt công việc chính của mình, tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi nguồn thu chính của bạn đến từ đây. Nhân ngày tài khí đương vượng như hôm nay, bản mệnh có thể lên kế hoạch đầu tư để tiền bạc được sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên đừng quên luôn có một khoản tiết kiệm dự phòng cho mình nhé. Ngũ hành tương sinh giúp cho mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hài hòa và yên ấm. Bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với đối phương của mình mỗi khi gặp khó khăn bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đường tài lộc lý tưởng, thoải mái chi tiêu theo ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tập trung hoàn thành công việc để đảm bảo nguồn thu tài chính. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,
nên sớm lên kế hoạch đầu tư để tiền bạc sinh sôi. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, tình duyên hài hòa, đôi lứa yên ấm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đồng lòng giải quyết mọi khó khăn với nửa kia. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 68, số 25, số 77. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy kiếp tài xuất hiện là điềm báo xui xẻo về tài lộc của người tuổi Sửu ngày hôm nay. Bản mệnh có thể mất đi khoản tích cóp bấy lâu, tiền bạc vốn đang ở trong tay bỗng nhiên gặp chuyện mà tiêu tan. Thời điểm này, những chú trâu nên cẩn trọng, tỉnh táo trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Không phải người khác làm được thành công là mình cũng có thể thành công như vậy. Cần suy nghĩ kỹ càng và cân nhắc rõ khả năng của bản thân trước khi hành động. Mộc khắc Thổ khiến cho đường tình duyên của bản mệnh gặp nhiều cản trở. Tình cảm đôi bên chưa đủ lớn để vượt qua những sự nghi ngờ và ghen tuông. Có lẽ cả hai nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tài lộc ảm đạm, tiền tích cóp không giữ được. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cần tỉnh táo và thận trọng trước các quyết định về tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nên căn cứ vào thực lực của bản thân để lựa chọn chính xác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình duyên trắc trở do tình cảm đôi bên chưa đủ lớn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên nói chuyện thẳng thắn với nửa kia để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 04, số 53. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp thấy rằng người tuổi Dần đang có điềm báo gặp họa thiên quan, nên có thể vướng phải những thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân gây ra. Con giáp này cần thận trọng trong công việc, nếu không dễ bị kẻ xấu lợi dụng, vu oan giá họa cho bạn gặp phải chuyện chẳng lành. Người tuổi Dần dù thông minh lanh lợi, nhưng trước mưu mô của kẻ tiểu nhân thì khó lòng nhận biết được nguy hiểm, dễ dàng rơi vào bẫy sập bất cứ lúc nào. Đặc biệt là nếu bạn đang có ý định đầu tư thì nên cân nhắc thật kỹ kẻo bị lợi dụng gây thất thoát tiền bạc. Mộc khí vượng là lời cảnh báo tới sức khỏe của những chú hổ. Việc bạn chủ quan không chăm sóc cơ thể mình suốt thời gian vừa qua sẽ khiến bạn cảm thấy thường xuyên mỏi mệt, căng thẳng, dễ bị đuối sức. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tiểu nhân gây họa thị phi không đáng có. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, vu oan giáng họa. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, khó tránh được bẫy dập do kẻ tiểu nhân sắp đặt. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên cân nhắc quyết định đầu tư kẻo thất thoát tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, không nên chủ quan với các vấn đề sức khỏe. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 51, số 73, số 16. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh rêu, trắng. Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023
của tuổi Mão. Bước sang ngày mới được chính quan chiếu mệnh là vị thần hộ mệnh cho công việc ngày thứ 5 này của tuổi Mão có được những khởi sắc đáng kể. Bản mệnh sẵn sàng tinh thần chiến đấu với bất cứ khó khăn nào, vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu đề ra trước đó. Tinh thần trách nhiệm của con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang tăng tiến khá tốt. Cứ đà này, mục tiêu cải thiện thu nhập của bạn đã không còn xa vời nữa. Ngày hôm nay mộc khí khá vượng, có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, đau người, nhất là những ai có tiền sử bệnh gan thì càng phải lưu tâm hơn. Hãy điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình cho khoa học hơn, đồng thời chăm chỉ tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Tinh thần hăng hái, sẵn sàng chiến đấu với mọi khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Tinh thần trách nhiệm được đánh giá cao. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Có cơ hội thăng tiến, cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Sức khỏe suy giảm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Người có tiền sử bệnh gan cần chú ý đến sức khỏe. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 66, số 27, số 14. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá cây, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi cho thấy, tỷ kiên xuất hiện trong vận trình, khiến người tuổi Thìn có những suy nghĩ cứng nhắc, độc đoán trong ngày thứ 5 này. Nhưng chính điều đó khiến con giáp này dễ mắc phải những sai lầm lớn mà bạn không lường trước được hậu quả. Đôi lúc, những chú rồng nên bước chậm lại một chút và lắng nghe lời khuyên bảo từ phía người đi trước. Đừng cứng đầu cố chấp lúc nào cũng làm theo ý mình, đôi khi người ngoài lại có cái nhìn thấu đáo hơn bạn nghĩ rất nhiều. Mộc thổ xung khắc khiến chuyện tình cảm của con giáp này gặp nhiều trắc trở. Sự hoài nghi từ phía nửa kia đang làm bạn cảm thấy ngạt thở. Bạn nghĩ nếu người ấy cứ mãi chấp nhất chuyện quá khứ thì chuyện tình này khó lòng mà trụ vững. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa, tránh suy nghĩ cứng nhắc, độc đoán. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ, có thể gặp sai lầm lớn nhưng không lường trước hậu quả. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc, nên lắng nghe lời khuyên từ phía người đi trước. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim, cố chấp làm theo ý mình chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy, tình cảm trắc trở, hoài nghi gây rạn nứt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 03, số 79, số 45. Giờ tốt: từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, xám. Quý nhân phù trợ: Tí, Dần, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ trong ngày thứ 5 này gặp khá nhiều rắc rối trong công việc. Dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi gây hại, dù bạn cố gắng đến đâu cũng bị đủ chuyện ngáng đường. Công sức bạn vất vả bấy lâu cũng bỗng một ngày trở thành thứ người khác sở hữu. Chẳng những vậy, mối quan hệ hợp tác làm ăn của con giáp này với các đối tác cũng chẳng thuận lợi cho lắm, càng khiến mọi chuyện thêm phần khó khăn. Lúc này, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Mộc sinh hỏa, may mắn, mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương pháp giải quyết hợp lý cho mọi chuyện. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Công việc nhiều rắc rối, công sức vất vả nhưng không được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Việc hợp tác làm ăn nhiều trúc trắc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Chú ý cách ứng xử của bản thân, tránh chiêu tiểu nhân.
Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, gia đạo êm ấm, gia đình hài hòa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nhận được sự thông cảm và quan tâm từ nửa kia. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 12, số 65, số 21. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: tím, hồng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình ngày mới nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Dù công việc có khó khăn đến đâu, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện, bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Chính ấn xuất hiện, mở rộng lối đi tới thành công cho con giáp tuổi Ngọ ngày hôm nay. Sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng chúc mừng khi mà con giáp này dồn hết tâm sức vào để làm việc mình mong muốn. Rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng nóng để cổ vũ tinh thần đấy. Ngũ hành tương sinh, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Hãy cho mọi người thấy được sức hút của bạn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiệt tình và hăng hái giải quyết mọi khó khăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, sự nghiệp đạt được bước tiến mới khi tập trung tối đa để hoàn thành. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có thể được thưởng nóng cho công sức đã bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 68, số 55, số 96. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Với người tuổi Mùi, bước sang ngày thứ 5 này, bản mệnh bị kiếp tài đe dọa, khiến cho vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Tiền bạc trong nhà không có nhiều, tài khí khó bề tích tụ, kiếm được tiền rồi lại đánh mất, vòng tròn luẩn quẩn khiến bản mệnh đau đầu vì chuyện tiền bạc. Trong ngày thần may mắn không ở bên thế này, bạn nên tránh nghe theo lời xúi dục mà tham gia những dự án đầu tư mạo hiểm hay phi pháp kẻo lợi nhuận đâu chưa thấy, cuối cùng tiền mất mà tật mang. Ngũ hành xung khắc khiến cho chuyện tình cảm hôm nay của bản mệnh chẳng được như mong muốn. Con giáp này dễ lận đận về tình duyên, dù tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng chưa chắc đã nên duyên, giữa cả hai người còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tài lộc sa sút, tài khí khó bề tích tụ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tiền kiếm được nhưng khó giữ được lâu dài. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên tránh nghe theo lời xúi dục tham gia các dự án đầu tư mạo hiểm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, mù quáng, tham lợi trước mắt có thể dẫn đến tiền mất tật mang. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm không được như mong muốn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 62, số 14, số 21. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đi, nâu. Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi cho thấy, cục diện ngũ hành tứ hình xung
Dần Thân Tị Hợi gây trở ngại, cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Thân ngày hôm nay đang đứng giữa ngã ba đường, khiến cho con giáp này đau đầu vô cùng. Trái tim mách bảo một đường, lý trí lại hướng theo một nẻo khiến bạn không biết nên lựa chọn hướng nào thích hợp. Ngũ hành xung khắc cũng là lời cảnh báo với bản mệnh những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Lắng nghe những tín hiệu quan trọng mà cơ thể gửi đến bạn nhé, đằng sau đó là những cảnh báo mà bạn bỏ qua đấy. Bù lại, có thực thần che chở, đường tài lộc của con giáp này vô cùng rộng mở. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, bản mệnh nhìn rõ xu hướng của thị trường và có những bước đi táo bạo, nhờ thế mà tiền bạc đổ về đầy túi. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, đau đầu vì tình cảm đứng giữa ngã ba đường. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, lý trí và trái tim không có tiếng nói chung. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, chú ý đến các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, đường tài lộc rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, nắm bắt được xu hướng thị trường để có bước đi táo bạo thu lợi nhuận. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 40, số 88, số 22. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày thứ 5 này, có thương quan giáng họa, người tuổi Dậu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh không tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ mà còn bị phân tán tư tưởng nên khó có thể hoàn thành công việc như ban đầu dự định. Những lúc tâm trí không đủ tập trung như thế này, những chú gà tốt nhất không nên mạo hiểm đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính. Tiền bạc không kiếm lúc này thì có lúc khác, chớ nên nóng vội mà tiền bạc theo gió bay mất. Kim khắc mộc, vận tình duyên của bản mệnh đang lung lay. Bạn cố chấp và khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình, không quan tâm xem người ấy nghĩ sao. Sự độc đoán chuyên quyền của bạn như một sợi dây thòng lọng, khiến đối phương chỉ muốn thoát khỏi mà thôi. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, gặp nhiều khó khăn trong công việc do phân tán tư tưởng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, thiếu sự tập trung khiến hiệu suất công việc giảm sút. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, không nên mạo hiểm đưa ra quyết định tài chính. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, mối quan hệ nhiều khúc mắc, đứng trên bờ vực sụp đổ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, nên quan tâm đến cảm xúc của nửa kia thay vì cố chấp làm theo ý mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 10, số 91, số 37. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, xám. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem vận trình ngày mới cho thấy, hôm nay, người tuổi Tuất đón nhận một ngày may mắn về con đường tài lộc đang đến. Tam hợp cục nâng đỡ, bản mệnh được quý nhân phù trợ, nên tìm ra được cơ may kiếm tiền mà không phải chạy đôn chạy đáo hay vất vả quá nhiều. Sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy. Cứ tiếp tục quyết tâm và kiên trì đến cùng như vậy, tiền bạc dư dôi là điều không có gì đáng phải ngạc nhiên. Nhân lúc này, bạn hãy tìm cho mình thêm những phương hướng phát triển mới từ nguồn tài lộc sẵn có nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nên quan tâm hơn đến một nửa của mình và dành thêm thời gian cho người ấy. Trong ngày bận rộn, vậy thì hãy chọn một lúc nào đấy rảnh rỗi để hỏi thăm, lắng nghe đối phương tâm sự vui buồn. Tình yêu không được chia sẻ sẽ khó lòng bền vững, đừng quên điều đó nhé. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tài lộc may mắn do được quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tìm được cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc,
nên tìm cách phát huy năng lực sẽ rất có lợi cho bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nên quan tâm hỏi han và dành thêm thời gian cho nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình yêu rất cần có sự chia sẻ dù có bận rộn đến đâu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 62, số 73, số 58. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới được cục diện Dần Hợi nhị hợp, giúp cho người tuổi Hợi được mọi người yêu mến trong ngày thứ 5 này. Bản mệnh là người có tính tình hiền hòa và biết quan tâm, vì thế ai cũng muốn được kết giao với bạn. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, thiên quan cảnh báo kẻ tiểu nhân đang có ý định dùng những lời đồn đoán thất thiệt để làm cho túi tiền của bản mệnh thiệt hại. Chuyện kinh doanh dễ gặp trục trặc vì có kẻ xấu ném đá giấu tay, bản mệnh cần phải tỉnh táo để có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nhờ có thủy sinh mộc, nhiều người độc thân tin tưởng hơn vào tình yêu. Bạn hâm mộ hạnh phúc của những cặp đôi xung quanh và điều này mang lại cho bạn niềm tin không nhỏ vào những quyết định trong tương lai. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, được mọi người yêu mến nhờ tính cách hiền hòa. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, có thể được quý nhân trợ giúp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, túi tiền có thể bị thất thoát do những lời đồn đoàn thất thiệt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, kinh doanh dễ gặp trục trặc bởi những kẻ ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, người độc thân tin tưởng hơn vào tình yêu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 76, số 59, số 11. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: Tý, Mão, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.